Liên quan vụ tai nạn liên hoàn tại nút giao Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, thành phố Hà Nội, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Santa Fe Hà Thanh Hưng, sinh năm 1977, quê Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn. Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Hà Thanh Hưng, đồng thời làm các xét nghiệm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy đối với nam tài xế. Báo cáo ban đầu của Ban An toàn giao thông Hà Nội, tài xế âm tính với ma túy và không ghi nhận có nồng độ cồn trong cơ thể. Trước đó, tối ngày 28 tháng 7, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại nút giao Quang Trung, Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhân chứng cho hay va chạm xảy ra giữa 4 ô tô bao gồm một chiếc xe Santa Fe, một xe biển đỏ, một chiếc taxi 5 chỗ, một xe bán tải. Các phương tiện này sau đó va vào nhiều xe máy. Tại hiện trường, 6 xe máy bị hư hỏng nằm giữa đường, đầu xe Santa Fe tông vào thân xe biển đỏ, chiếc bán tải tông nát xe taxi. Cảnh sát bước đầu ghi nhận một người tử vong tại chỗ, nạn nhân đi xe máy bị ô tô tông trúng.